quý vị, mới đây tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp là cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay. Thông điệp này cũng đã và đang được thành phố Đà Nẵng thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về tổng thể, thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình và đã bước đầu khống chế đẩy lùi dịch bệnh. Quan trọng nhất là chúng ta đủ các cái điều kiện về kiểm soát dịch, cũng như là chúng ta thích ứng với cái tình hình dịch bệnh trong các cái điều kiện như hiện nay để đảm bảo cho cái đời sống của người dân cũng như là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh để dần chúng ta mở lại một cái trạng thái bình thường một cách bền vững. Đến nay, sau những nỗ lực quyết liệt và sự đồng tâm chống dịch của người dân, số ca mắc COVID-19 tại thành phố đã giảm mạnh từ 3 con số xuống còn vài trường hợp. Một số ngày liên tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện thành phố đã có 4 quận xanh là Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Thì hiện nay CDC cũng đang phối hợp với các chính quyền địa phương để hàng ngày trên các căn cứ vào cái tình hình dịch thì chúng ta sẽ rà soát và cập nhật lại cái vùng đỏ để áp dụng các biện pháp thích hợp. Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 về thích ứng an toàn với dịch COVID-19, có 4 mức độ nguy cơ dịch. Cấp độ 4 là nguy cơ rất cao, tương ứng màu đỏ. Cấp độ 3 là nguy cơ cao, màu cam. Cấp độ 2 là nguy cơ trung bình, màu vàng. Và cấp độ 1 là nguy cơ thấp, trạng thái bình thường mới, màu xanh. Dựa trên các chỉ số để đánh giá mức độ thích ứng an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến áp dụng biện pháp phòng chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo cấp độ 2, nguy cơ trung bình từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 để đảm bảo đủ thời gian tạo kháng thể sau tiêm vaccine mũi 1. Sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới. Đây cũng được xem là những thành quả đáng khích lệ của thành phố trong mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 mà Chính phủ đã đặt ra.